tiếp tục nào. Chụp ông nào, đứng ở đây anh chụp cho. Quý áp. Em chụp mà. Em chụp mà, em chụp không? Đi. Chào em, đi hỏi á. Hình như bán quán à? Mẹ bán quán á? Trung tâm xã trên đấy, trường học, trung tâm xã. Và đây là em Liên. Em Liên người yêu của họ. Hot girl, sự lập hot girl của bệnh viện. Em ơi từ từ. Nhiều quán phết đấy nhỉ. Ăn quà nhá. Chào em. Ăn phở á? Ờ, ăn thôi. Ba mẹ con ăn phở thôi. Hội hè đấy. Ơ chị Phương, khai lắng hay là lấy? Liều là khai này á hay là liều ấy? Lấy lợn hay anh lợn đây, anh lợn nóng thịt lắm. Đi chơi á. Bánh gì đây em? Đi đi chơi một vòng xuống đây, đi xem đánh bóng á, xem có cái gì không. À, bán gì đây? Cái gì đây? Sao nhìn giống khoai lang đấy nhỉ? Đông ghê, đông ghê nhỉ. Bán hàng á? Em. Có hội Xuân Lập à? Cái này là cái gì cái này? Không phải đâu. Chắc thế. Vâng, ơi, luôn rồi nào. Vâng,
đặc hùng không tham gia công không có gì đâu, cứ thoải mái, cứ không có tiền, thế nên là anh cứ lùi ra để anh này chịu chứ, anh chịu được. Nhẹ nhàng quay đầu mạnh quá, bây giờ chúng người đang bé tôi chịu, bé lùi ra, bé lùi ra. Cứ đang khi mà mặt hết ra bên cạnh để mà xem. Đi hồi mà vẫn còn vô, đi rồi thì tôi bị mất tiền rồi. Mà còn được nhận Sipina bao một quay đầu tiên này. Khi mà bên cạnh giữa một cạnh mới là Sipina rồi. Anh ơi Phi này lên, anh ơi cố lên rồi. Vâng, xin chúc mừng anh tái được sở hữu Sipina con. Vâng, anh ơi, anh nhớ chưa? À, nhớ chưa đúng anh qua ra nào, chúng ta phân cầm theo chú Minh Thư để nhận Sipina phô. Hai quà, cố lên một xe cả. Chê hả? Đấy, cái này. Đi em đi chơi. Đi xem cái biển kia nào có cái gì. Thank you.
đến đây thì ấn vào đâu đi rồi, thank you.